Thảo trồng rau muống á, là 3 năm, năm nào Thảo cũng trồng hết. Thì mình kinh nghiệm mình thấy rằng là cái lứa rau muống đầu tiên á, nó không có bao giờ mà tốt bằng cái lứa thứ hai. Cho nên hôm nay Thảo quyết định Thảo sẽ cắt những cái cọng rau muống này Thảo ăn, để cho cái lứa thứ hai á, nó chìa ra nhiều cái mầm khác cho mình ha cả nhà ha. Nè, Thảo cắt thì mình cái phần này dù sao nó cũng già chứ này ha, mình không có ăn. Mình lấy phần trên thôi, để ở dưới này nó còn mấy cái mắt lá đó. Để cho nó ra nhiều cái cây khác cho mình. Rau muống nó cũng là dạng bụi đó cả nhà, chứ không phải là một thân đi lên không đâu. Nên mình cắt mình chừa lại mấy cái mắt lá thì lần sau mình có nhiều, một bụi nó có nhiều lắm. Đó, rau muống hôm bữa những cái video đầu tiên Thảo có quay cả nhà mình nhớ không? Thảo gieo hạt rau muống đó, bây giờ nó lên nè. Rau muống này là rau muống lá tre. Thảo thích ăn cái loại này hơn là cái loại lá lớn. Tại vì cái này nó dai đó cả nhà, ăn nó ngon hơn. Còn cái loại lá lớn mình ăn mình thấy nó mềm quá đó. Mềm quá mình không có thích ha. Đây cả nhà ơi, Thảo mới thu hoạch được một ít rau muống nè. Còn đây là rau diếp thơm của Thảo nè, hôm bữa trước mình thu hoạch một lần đầu rồi, nó rất là nhiều luôn á. Xào tới hai lần nó mới hết, xào tỏi cũng ngon lắm cả nhà. Thì bây giờ Thảo sẽ thu hoạch hết cái phần này luôn rồi nhổ gốc của nó bỏ luôn. Để mình lấy chỗ mình trồng rau khác ha. Diếp thơm này năm đầu tiên Thảo trồng đó cả nhà. Mà ăn nó cũng rất là ngon ha. Nó sao ta? Ăn nói chung khó tả lắm, cái cảm giác nó lạ lạ mà cũng dễ ăn lắm, không có khó ăn đâu cả nhà. Rồi, hôm bữa Thảo hái những cái lá bên dưới mình ăn mà. Bây giờ còn cái ngọn của nó. Mình thu hoạch luôn, nhìn nó giống xà lách ha cả nhà ha. Nhưng mà cái tên của nó là diếp thơm, nhưng mà ăn nó cũng khác xà lách. Ăn nó sao khó nói lắm nhưng mà ngon. Đây. À, hôm bữa Thảo thu hoạch một cái đợt kia rất là nhiều luôn, hái hết những cái lá dưới này. À, bây giờ mình bẻ phần trên này mình nấu canh chua. Lần trước là Thảo xào tỏi. Lần này nấu canh chua với rau muống. À, nấu canh chua tôm coi cái nào ngon hơn. Cái này mà nấu canh chua chắc xong xuôi hết rồi mình thả vô là mình tắt lửa đó cả nhà, chứ không là nó mềm. À, non mướt nè, cưng không cả nhà. Nhỏ lớn gì hôm nay Thảo cũng nhổ hết. Đã không? Nó ngon xèo à. Cưng ghê. Ồ, ở trong này lại có một cây này cái gì tự nhiên quên nữa rồi. Tí tô. Bữa nay trời ui ui, không có nắng. Bữa nay trời ui ui không có nắng nữa cả nhà. À, khi mà nấu canh chua thì mình chỉ việc rửa thôi, mình lựa ra những cái lá nào mà nó xấu xí mình bỏ rồi mình rửa nấu thôi. Thảo nghĩ là cái này nấu canh chua chắc ngon nên hôm nay mình nấu thử nha. Đây cả nhà ơi, thu hoạch một rổ to nè. Rau diếp thơm và rau muống. Bây giờ Thảo sẽ đi hái một ít rau quế tím đó cả nhà. Để Thảo bỏ vô cái nồi canh chua tôm của mình nha.